Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà kênh video Cuộc Sống Pháp. Để cả nhà buổi chiều nay mới làm ra cả nhà, cho nên là ghé chợ Cần Phe mua ít đồ. Cái này sẵn quay cho cả nhà xem, nhưng chợ Cần Phe nay trái cây mùa thu nó có gì cả nhà. Năm trước thì quay chợ Ô Sâm thì mấy cái legume với rau gì, trái cây rau củ đồ á thì cũng có nhiều loại cả nhà. Nhưng mà ở chợ Cần Phe này thì chắc là nó có nhiều loại hơn. Thấy bán bí đỏ thì bí đỏ đang vô mùa cả nhà, với lại gì kaki trái hồng á, hay họ bán nhiều á nhà, mà bữa giờ thì giá cũng hơi mắc một chút vì đầu mùa mà. Đấy, thì ghé chợ Cần Phe xem coi nay mấy trái hồng nó có rẻ không á nhà. Thấy ở chợ Ô Sân thì nó bán như két hai đồng mấy, phải bốn trái gì đó thì em chú về nhà xem á nhà. Đây chợ Cần Phe qua trái cây mùa thu, tranh thủ ăn trái cây với lại legume sẵn mùa thu của nhà, chứ đừng mùa đông vô tới là không có ăn được nhà, tại vì nó hết mùa nó đâu còn đâu ăn. Vậy cả nhà theo chân Quyền ở nhà nha, đi dạo nhận chợ Cần Phe xem trái cây với lê ghim có gì cả nha, chứ nó có khác chợ Ô Sân không, chứ lại giá cả ra sao cả nhà nha. Thì hẹn chân Huyền cả nhà nè, mới vô chợ cái họ chân mới chứ bí nữa nha, 4 đồng 99 trái để trang trí Halloween nó bự chảng nữa nha. Của Pháp cái bí bự ghê này chắc cậu 4-5kg không sao ký quá. Đây cái bí bự chảng nè, còn đây cũng vậy nè, nè đủ là bí nhà cô chân chí là nguyên mất cười quá. Mấy loại bí trong đây luôn đó nha, mấy cái bí này ngộ quá, không biết cái bí gì á, để họ để trang trí hay gì không bán. Đủ bí đó nha, rổ luôn, để biết để thu hoạch ở trong vườn ra đây. Tôi mua rồi để họ trang trí quá. Nhưng như bí chứ mình quay cái nhà xem đó nha, lạ quá ha, mấy chú bí là một nhiên mới thấy luôn á trời, trang trí mấy chú bí bự như đây. Táo nằm 99kg của Pháp luôn nha. Rồi cá hồi nè, cá hồi 13 đồng 99, 300g 46 đồng 63 ký nha. Đây cá hồi, à cá hồi, cá hồi xông khối, cá hồi xông khối cái nha, này mềm này, nó mặn mặn này, nó mặn mặn nha. Đây đang khổ môn sông đang giảm giá. Bên đây bơ, bơ với lại xài thay cho chấm két họ, họ bán ra cà rốt. Bên đây mấy loại cá đó nhỉ, cá. Ở bên kia hàng thịt, mấy hàng thịt tươi đó nhỉ, tôi họ 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 chung trong quầy họ bán, họ cắt thịt họ bán bao nhiêu chứ thì mắc hơn mấy ngoài nữa nha. Thịt tươi ra ngoài thì mắc, ê trong này mắc hơn ngoài mấy hàng quầy thịt như vậy nữa. Ở ngoài vẫn có mấy cửa hàng thịt cái nhà, họ mở tư nhân ra nên là cá này ngộ, cá lóc này ăn ngon rồi cả nhà, mà mắc 26 đồng 99 ký. Hai mấy đồng 99kg nha, 10 đồng mấy cho hai con cá hộp phi lê sẵn. Đây, cá hồi tuyết 4 mấy đồng, 2 mấy đồng. Cá tuyết là cá gì cũng biết mà, 21 đồng 99 ký nữa nha. Phi lê họ họ lóc ra sẵn rồi, để hút hút chân không luôn đó nha, nó sốt, nó sốt để ăn. Còn cá hồi nè, cá hồi này 19 đồng 90 ký, này nửa ký 600g 1 đồng mấy, 20 đồng mà rẻ đó cả nhà, có khi 4 mấy đồng luôn. Cá hồi
này rẻ hơn 15 đồng mấy. Đây cũng cá hồi nè, cá hồi sông khối nè. Đây, cá hồi ngon quá nha. 7 đồng mấy 1 ký. Ý, 57 đồng mấy, 57 đồng mấy 1 ký, miếng này là 7 đồng 99. Đây, hàng cá hồi sông khối. Cho này dụng đó nha. Tôi thích tweet. Tôi tweet là cái gì chả biết. Trứng cá, trứng cá cabillo này cũng xong khối luôn rồi, 5 đồng 76. Cái tôm thành cua nữa nha, thành cua ở Việt Nam mình kêu là thành cua. Mấy cá khô nữa nha, cái này họ xong khối rồi. Họ hay mua cá này họ trộn salad họ ăn, trộn salad cái nhìn có dầu olive dùng đây hết rồi. Không phải dầu cua là dầu gì ta, nó có dầu hết rồi. Mình mua gì họ trộn salad họ ăn. Còn này mấy cái khai vị đó nha, phô mai blanc là phô mai với lại dưa leo với cá nằm ở trên, cá su mông cá hồi nằm ở trên đó cả nhà. Để khai vị nè, mua này họ trộn salad họ ăn đó nha. Cá hoặc là ngâm tỏi, mực ngâm tỏi, tôm, tôm cà chua nè, mực và tuột gì nha, ngộ. Cái này trứng cá, trứng cá tuyết 5 đồng 79 đó nha. Cái chá, chá đèn nó phải nghiêng lên mới thắng. Để em dạy này, trứng cá su mông, cá hồi 7 đồng 99 ký. Cái một hộp 114 đồng ký nha, 114 đồng ký mà hộp này 70 gram, 7 đồng 99. Vậy trứng cá gì không biết, cái gì, cái gì, cá gì mà đen không biết. 20 mấy đồng ký, 28 đồng, 103. Này cá đỏ hải giống nha, nhưng mà cá loại đỏ, cá loại cá, cá loại đỏ, cá loại đen đó nha. Cái này mình không biết tên, tiếng Việt của nó là gì. Này mấy bánh này để ăn khai vị. Cá này thì chắc họ sai ra rồi quá. Này là trộn với bơ. 2 đồng mấy một hộp. Này chanh. Này còn món mấy món của Tây nha. Mấy cá tạo cá ngừ. Cá ngừ phô mai. Này mấy món của Tây họ ăn. Họ trộn mấy lắm nha. Mình thì không có rành mấy này. Đây, hàng đồ đồ sông khối nha. Mấy thành cua, đồ ăn khai vị phô Tây. Mấy cái bánh luôn. Bánh thì giống bánh gì luôn, bánh căng Việt Nam mình đi chen như bánh căng luôn nha. Thì giống bánh rán Doraemon, thì giống như bánh căng mình úp lại, mà này bánh căng mình thì nó trũng hơn chút, còn này nó dẹp rồi. Bánh căng này su đồ đu sen, su này su gì cũng nha, có xíu 2 đồng 99 ký. Bắp cải, cải xanh, bông cải này ngộ quá nha. Su Romanesco là su gì không biết. Su trắng, su nuôi, tại su Sushima gì có ý á nha. Nè su kale gì, lơ gì, cái bình nha, cái này để làm dưa cải của mình nữa nha, làm dưa cải 4 đồng ký của Espan Tây Ban Nha.
Mẹ cũng gói Tây Ban Nha luôn, cái ngọt hết thôi. Mẹ cải cái thìa. Cái này làm muối, muối dưa. Này su, su su, ba làm chín chín ký, thì mút mút tay mà mút tròn, lại mút dài bên đây, trái này của Pháp nhưng mà ấy của Tây Ban Nha, của loại của Pháp nhưng mà không biết nè, su ấy cái gì, là tím. Tím này của Ý, cái là tím của Ý nha, 3 đồng 99 ký. Phần này ớt, cà chua, cà chua bi, cậu cà chua nó bị chảng, bị cỡ bằng tay mình luôn, cà chua bi. Chua này nó mắc đó nha, 17 đồng, 17 đồng 90, 80 ký. Cái mắt vàng trong hộp này 12 đồng 25 ký, hộp này 9 đồng mấy, 800 gram. Đậm bí đỏ đó nha, cắt rồi là đồng 99, chưa cắt thì đồng rưỡi, đồng 99 ký, đồng rưỡi. Cái miếng đồng hộ quá nhỉ, ba tư xong này, miếng cái miếng gì Pháp luôn, 2 đồng rưỡi 1 ký. Còn miếng nhỏ xíu này thì bán trái ở nhà 99 cm, trái màu đồng 82 trái của Pháp, 2 trái đồng 8 đó nha. Đây bí, cái mùa bí, mùa Halloween, mùa thu rồi, cái bí này đồng 99 ký, mà cắt rồi thì 2 đồng rưỡi. Bán giá cắt rồi, giá chưa cắt nha. Có cái con nó muốn để cũng nguyên. Con như đó con. Này khoai lang, khoai mì. Khoai mì đồng 99 ký. Yam là gì của nước Ghana. Môn. Môn nữa nha, 4 đồng 99 ký. Chuối nấu, chuối xanh, gừng của Brazil, 4 đồng 99 ký nha. Củ này củ nhỏ, mỗi lần củ nó bự lắm. Đậu bắp 8 đồng, Honduras 7 đồng 99 ký nha. Đậu phộng 6 đồng 99 ký. Su cái này cũng vậy thôi, củ ngộ, sợi xanh 14 đồng 80 ký nha. Củ Thái, xả thì 5 đồng 99, nha đam 2 đồng 99 ký. Củ rủ xanh, nhiêu của Campuchia 18 đồng 8 đồng, 16 đồng 80 nữa nha. Cây ớt 18 đồng 90 của Madagascar nè, ớt chuyện ớt nhỏ nha, ớt gì cho chim. Cộng hòa Dominica bơ 5 đồng 99 ký. Cái bơ bự chảng nữa nha. Bơ của Peru 1 đồng 99 ngàn trái. Bơ
đem tỳ lội nha, loại nhỏ và trang trí bự nhỏ giá khác nhau. Cà rốt, cà rốt chưa có rửa là 1 đồng 79 kg, mà rửa rồi hiện đồng 99 kg, 49 kg. Cà rốt mình coi còn cuốn nữa nha. Cục cải trắng 1 đồng 99 kg, rẻ này rẻ, tuần bữa tới 2 đồng mấy nữa. Buôn mấy củ, 3 củ. Cái này củ gì không biết, cái này nấu củ cải trắng nó giống như nấu hầm nước cũng ngon đó nha, nhưng mà cái mùi nó hơi hăng hẳn chút. Su của Ý, su này hình như để ở Việt Nam mình như có đổ bánh xèo su này phải không ta, như để ngâm thì phải, ngâm chua rồi phải, giòn giòn thành bơ rô quá nha. 1 đồng 99 kg, đồ ghét cái quỷ này như gì vậy, gì gì quên rồi, gì để nấu canh sushino cải thảo 3 đồng, 2 đồng 99 một. Bắp này cả nhà, bán bắp. Còn su này có bột chuga, su bon chiu 2 đồng rưỡi. Rồi cái bánh, cục cải trắng, su bí, trời chỉ bí đỏ nữa, bự chẽn. Đây tới mùa bí, tha hồ ăn bí, đem vậy luôn nha, đó bí dịp dẹp dẹp, bí xanh. Giá nguyên khác, giá cắt rồi khác, tưởng tượng trái dưa gan không có trời. Cuộc là cuộc spaghetti, tưởng trái dưa gan không ông ơi, ở trong đó nữa nha, họ cắt để sẵn, ai muốn mua loại nào mua. Vậy thì khoai tây, khoai tây thì quanh năm suốt tháng đó nha, khoai tây đen, khoai tây đen, khoai tây đỏ. Cái khoai tây đen này mình chưa ăn ở nhà, đỏ mình có ăn, vàng mình có ăn, này này chưa rửa nữa nha. Bắp 1 đồng 35 trái, 2 trái 2 đồng rưỡi. Đây cũng tới mùa bắp, không qua chứ bắp qua rồi, bắp Mỹ. Đậu của Ý 5 đồng 99 kg cả nhà, đậu ngộn, biết đậu gì nữa, đậu que của Kenya 4 đồng 99 kg. Hộp này 9 đồng mấy 1 kg, hộp này 500 gram, 500 gram 4 đồng mấy. Maroc, đây Maroc thằng cả nhà, đấy quay Blackberry của Anh, bắp nhỏ nhỏ, nấm này đậu của Trung Quốc cả nhà, 99 nguyên hộp, đủ là nắm trong đây hết, 3 đồng 99, còn này đồng 99, nắm 900, đây là cái mùa nấm nữa nha, hộp này là 5 đồng 99, đây nấm nữa. Đây nhiều loại, 2 loại nè, nấm đen. Hộp này là 6 đồng mấy, 6 đồng 99 nha. Hộp này 5 đồng.
Tủ mình chín chín 200g 19 đồng mấy ký. Bánh nhà ngon mà mắc nha, 15 đồng mấy ký, hộp này 3 đồng mấy. Cây nấm này 7 đồng 99 ký nha, của Pháp 7 đồng 99 ký. Này nấm thường, nấm trắng, nấm Paris, gian hàng bán táo trang trí Halloween rồi cả nhà, đồng 79 ký rồi mới bằng tay mới nhện trên cái gì. Táo của Pháp cả nhà, đồng 79 ký, ngon. Trái nhỏ cả nhà, có nhiều trái nó bự hơn nữa. Việt Quốc 19 đồng 80 ký. Là giờ mình chưa có ăn trái này không biết đó nha. Mới tưởng trái phim phước bùng tử, phước bùng tử này 15 đồng 80 két nữa nha ký. Hộp này nhỏ hơn 2 đồng 99. Trời cái này tới 23 đồng mấy luôn đó nha, của Espan Tây Ban Nha 23 đồng 92 ký. Cái hộp này 2 đồng 99, 125g. Nho trang trí với cây nho nữa nha, cây nho đen đủ rồi, nho hết. Hôm nay à, bông lê táo lộ, lê đỏ này hầu như của Pháp đó nha, Pháp trồng, có này của Portugal. Portugal, cái bên cũng vậy là cũng Portugal. Hàng lê. Con này cái cây mà họ cắt sẵn nữa nha. Đấy, họ cắt ra từng miếng, rồi này thì họ quét cái ruột cho mình rồi nè. Lấy cái lỗi trong luôn rồi. Lụ. Này nhiều thứ. 10 đồng mấy ký, hộp này 4 đồng mấy, tùy cái nha, 3 đồng mấy tùy gam. Đi ghim cũng vậy nè, măng tây, măng tây cái nha, 21 đồng mấy ký, hộp này 3 đồng mấy. Này non non ăn mới ngon. Này rau củ họ cắt, họ bào sợi nha, sợi sẵn rồi là nấm họ trộn vô. Này bí nè, cắt rồi bán 3 đồng 99 ký. Này cũng vậy à, này là bơ rô. Nấm 11 đồng mấy ký. Này có hành ngò gì nữa. Này có khi mình trộn mình ăn luôn, rồi salad ăn luôn. Mấy cái súp nấm, súp nấm, nấm Paris, nấm sốt, súp Thái, cà rốt, cái là dừa, nước dừa, súp legume, bơ rô, cà rốt, cái là bí, cái mứt búp tay, đấy cái nhà đủ. Này thì khoai tây với là hành bơ rô 3 đồng mấy, 2 đồng mấy đó nha. Đấy. Để hút cho ăn sẵn. Hút sẵn cho ăn. Hút. Cam, bưởi. Bưởi cái nha. Đây cho bưởi. Chanh xanh. Này Việt Quốc 5 đồng mấy ký, 5 đồng rưỡi ký. Chanh, kiwi, chuối. Chuối thì 1 đồng 99 ký. Còn 5 cái quả chuối thì 0 đồng 99.
Chung cho xíu này 3 đồng 99 cái nhà, hộp này 12 đồng mấy một ký. Chuối này của Ekater nước gì không biết luôn. Này me 2 đồng 99 hộp cái nhà. Dừa của Thái Lan, cái Việt Nam lộn, 3 đồng 99 trái. Dừa uống cái nhà, có bút sẵn. Còn dừa này có cốt Vivo, trồng 69 trái, nước gì nước. Chuối hồng của Pháp, 3 đồng 99 ký. 3 đồng 99 đây nha, 3. Chanh dây thanh long, thanh long 14 đồng 80 ký. 14 đồng 80. Việt Nam mình mất mùa còn có 1.000-2.000 ký. Tỏi 9 đồng 80 ký của Tây Ban Nha. Chanh dây 14 đồng 80 của Việt Nam. Đu đủ nhiều của Brazil, 5 đồng 99. Cái này ngộ như cái gì hết, mía 1 đồng 99 ký. Nhãn nữa nha, 7 đồng 99 của Việt Nam mình. Đu đủ không thấy có hai loại nữa. Trái lớn này thì 4 đồng 99 nha, 4 đồng 99 trái ký, còn trái nhỏ này thì 5 đồng 99. Trái nhỏ này của Brazil, Brazil hết. Trái cây của châu Á, khóm, trời ơi, trái khóm Kenya, 4 đồng 99 trái đùi chảng luôn đó nha, 4 đồng 99 ký. Còn đây thì khóm Victoria, đi vào Victoria, 6 đồng 99 ký nè, cái này 6 đồng 99 ký. Cái khóm đẹp vậy. Còn khóm của Costa Rica nè, 1 đồng 99 ký. Khóm này của Togo, nước gì giống như chỗ săn nữa nè. Xài của Tây Ban Nha, 4 đồng 99, 4 đồng 99 ký nha. Ngày trước hả, chút chưa dịch đó, có 1 đồng ký. Xoài của Peru, 12 đồng 80 ký. Xoài vàng ngon ghê không. Còn này thì của Brazil, đi bằng máy bay, 9 đồng 80 ký. Tiền chuyển bằng máy bay đó nha. Lụ 3 đồng 99 ký. Mãn cầu cũng 3 đồng 99 ký luôn. 3 đồng 99 ngon không? Mãn cầu của Tây Ban Nha, lụ cũng của Tây Ban Nha luôn. Mềm, cái màu hồng nữa nha. 3 đồng 99 ký của Tây Ban Nha nè. Tây Ban Nha nhập qua. Trời, nó ngon, nó bóng lưỡng luôn nha. Trái hồng nó bự giống trái bụ, nhìn nó bóng lưỡng luôn nha. Còn này của Ý, 1 đồng 99 két, 2 đồng mấy ký nha. Mà này có 700 gram mà. Của Ý, con này cũng có Tây Ban Nha luôn nè. Mà vô két bán 1 đồng 71 ký nha. Két này là 2 đồng 99 két này. Dạ rẻ nha, còn có 1 đồng 71 ký. Mà mua két này thì vì cái ký mấy hồng ngon quá nha, kêu bằng cái kaki, kaki là trái hồng quá nha. Nó còn sung của Pháp này nè, sung đen 9 đồng 80 ký. Còn sung bổ sung nữa nha, sung này
17 đồng ký nha. Sung mèo sung tím. Sung tím cho nhỏ. 3 đồng rưỡi hộp này 500 gram. Còn két này thì 5 đồng 99. 7 đồng ký nha. Cái này không tới 1 ký. Rẻ. Hạt rẻ 6 đồng 99 nha. Mùi gì rang bự chứ nè. Con này này của Ý. Này của Ý nha. 5 đồng 72, 5 đồng 32 ký. Túi này 3 đồng mấy. Nhà mắc ca. Mắc ca nữa. Nè hàng mắc ca nè. 15 đồng 96 ký. Túi này 3 đồng 99. Túi này nhiêu? 250 gram. Rồi có Úc. Rồi Úc nhập qua nha. Úc nhập qua cho mình mắc. Hồng vô két bán. Đó. Đồng 99 đó xài có tây ban nha 5 đồng đó nha. Chứ xài ngon luôn. Bự chứ. Rồi mình đi dạo một vòng đó nha. Quay cả nhà xem coi trái cây nè, mùa thu bên chợ Cần Phê có gì đó nha. Bye cả nhà nha. Gặp lại cả mọi người.